Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình rất vui được quay trở lại video của mình. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm chiếc ô tô từ ống hút. Đây là cách làm của mình. Ở đây này, những cái nguồn nước mâm em thì học tốt cái gì ạ? Tốt mình cho ăn bắt cỏ. À nữ trong quê. Đổ lời không? Nữ chủ quan. Lao vào. Ôi giời cái gì? Cái bạn mà không biết tôi dặn của ấy bơ rồi, tôi với bạn không có gì mày. Mày là người của tao, mày là người của tao mà mày có tin mà. Từ từ, từ từ. Lúc vừa không có ăn, lại gáy này.
thì ở đây mẹ lắng thì bố nhìn gì cái nữa này đi à đi này thầy thầy nó bị các bà chớp này sao chớp hết tính cộng lại nó như đúng rồi nhưng mà cái nó người ta vẫn chẳng biết gì mình cắt mình thế rồi mình cần tán mình cũng thế. Ô tô từ ống hút. Tại vì cái đường này mình phải làm mấy cam mới sửa được đó. Các bạn chờ đi tiếp theo.